Và ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục báo giá chi tiết những chiếc xe siêu đẹp được cập nhật tại mua bán xe cũ. Và ngay bây giờ lúc này đây thì em sẽ cập nhật gửi anh chị và các bạn một mẫu xe sedan trong phân khúc hạng C được rất nhiều giới trẻ đang quan tâm trong thời điểm gần đây. Đó là chiếc Kia Cerato phiên bản máy 1.6, sản xuất là 2019, xe có ngoại thất màu đen, nội thất ghế da màu kem, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Anh chị và các bạn quan tâm về chiếc xe này có thể liên hệ ngay hotline trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin chi tiết cũng như cái giá bán ưu đãi nhất từ cửa hàng cho anh chị và các bạn tham khảo. Nếu mà anh chị nào mà có nhu cầu mua xe trả góp thì em cũng có thể là gửi chi tiết bảng kê cũng như cái thời gian vay để anh chị và các bạn có thể nắm rõ được các thông tin chi tiết một cách chuẩn xác nhất để mình có thể là cân đối cái ngân sách tài chính của mình. Như anh chị và các bạn thấy đây, đó là một chiếc xe sản xuất 2019. Chủ xe đi rất giữ gìn một chủ từ đầu, nên các chi tiết về sơn si, ngoại thất của chiếc xe còn rất đẹp ạ. Biển số thì cũng tương đối là đẹp. Xe đăng ký biển Hà Nội nên anh chị mua về các thành phố lớn mình sẽ tiết kiệm được khoản, mình sẽ không phải mất cái tiền chi phí như ví dụ ở tỉnh mà về thành phố thì nó sẽ mất thêm 20 triệu tiền biển. Còn với ở thành phố với thành phố thì nó chỉ mất 150.000 tiền lệ phí đổi biển. Còn lệ phí trước bạ thì các tỉnh thành mấy cả thành phố đều như nhau là 2% với xe cũ. Đấy, chị và các bạn cùng hãy tham quan cùng em với chiếc xe Kia Cerato này về chi tiết keo chỉ cũng như là các phần chi tiết của chiếc xe. Nếu cái phần nào mà em quay nhanh quá mà anh chị và các bạn chưa nhìn thấy rõ thì có thể liên hệ ngay hotline trên màn hình. Em sẽ video call để anh chị và các bạn có thể xem chi tiết cập nhật những cái phần mà em quay bỏ sót để anh chị và các bạn có thể rõ được cái chiếc xe, giảm thiểu cái thời gian đi lại của anh chị và các bạn. Đấy, xe có như thế nào thì em sẽ quay kỹ như vậy anh chị và các bạn cùng cảm nhận. Và bây giờ ta sẽ cùng đi tham quan về cái hàng ghế thứ hai của chiếc xe nhé. Xe thì cũng có trang bị cái lẹp chân kính trông lên cái vẻ sang trọng cho chiếc xe. Đây là phần cánh cửa hàng ghế thứ hai, rồi là các chi tiết táp ly cửa, phím lên xuống kính. Đấy, rồi là phần ghế. Đây là cái phần bọc vô lăng nhé, em đã tháo ra để phần dưới này. Xe thì nó mới về lấy của khách hàng về, người bán về thôi ạ, nên chưa hề có quá dọn dẹp qua gì anh chị nhé. Xe cũng có trang bị cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai, giúp cho cái không gian nằm lạnh ở hàng ghế thứ hai nó sẽ nhanh hơn. Đấy, các chi tiết phần tay nắm cửa thì cũng được chủ xe ốp cái chống xước. Các chi tiết về phần cánh lái đấy, đây là cái phần cánh lái anh chị nhé. Cái phần cánh táp ly cửa, keo chỉ, rồi là phím bấm, rồi những cái phần chi tiết ốp nhựa, tất cả còn rất đẹp ạ. Đây là cửa gió điều hòa, cửa gió điều hòa dạng tua bin. Đấy, vô lăng anh chị bạn có thể thấy các chi tiết phím bấm, điều chỉnh âm lượng tăng, rồi là cruise control, đàm thoại rảnh tay, màn hình giải trí. Chiếc xe thì được chủ xe đã lắp thêm cái cam hành trình rồi, nên mình mua về mình sẽ phải lắp thêm nữa, sẽ tiết kiệm rất được nhiều đấy ạ. Đây là màn hình giải trí, rồi là điều hòa tự động, các chi tiết phím bấm, anh chị bạn thấy đầy đủ ạ. Các chế độ lái, rồi là ghế da, anh chị bạn thể thấy tất cả các chi tiết đều nguyên bản đẹp. Và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng tham quan về cái phần máy của chiếc xe nhé. Xe gì sử dụng động cơ máy 1.6, trang bị hộp số tự động. Đây là các chi tiết về phần ốc ác, rồi các thứ anh chị bạn này, nguyên dấu sơn nhé. Đây xe mới lấy về chưa hề dọn dẹp gì đâu ạ. Nếu dọn dẹp lên thì nó nhìn rất là rất rõ. Đấy, em quay qua luôn nhanh để anh chị và bạn có thể thấy được chi tiết, thông tin đầy đủ. Đấy, em quay, nếu mà cần quay kỹ hơn thì có thể liên hệ em sẽ quay kỹ nhé, để anh chị và bạn có thể xem kỹ hơn, thấy được cái độ đẹp của nó. Vâng, em xin tổng quát qua về chiếc xe Kia Cerato sản xuất 2019, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Chiếc xe này là phiên bản máy 1.6 số tự động và giá đang giao bán mức giá là 580 triệu, sẽ còn giảm và hỗ trợ khi liên hệ trực tiếp nhé.
Xe thì bên showroom có hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe. Và có thời gian vay thì anh chị bảo anh có thể liên hệ, em sẽ gửi thông tin chi tiết cũng như là bảng kê hàng tháng. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi tới kênh Mua Bán Xe Cũ. Rất mong nhận được sự ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like bài viết và chia sẻ bài. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị ở các video tiếp theo.